Công dụng bất ngờ của nước dừa, từ lâu nước dừa được sử dụng như là một loại thức uống ưa thích và được sử dụng rất nhiều trong chế biến thực phẩm, như dùng làm nước màu, ướp thịt, kho để tăng thêm hương vị. Sở dĩ nước dừa được sử dụng nhiều như vậy là vì nước dừa có tính hàn, giải nhiệt, làm mát, đặc biệt là nó bổ sung nhiều chất khoáng có lợi cho cơ thể. 1. Làm đẹp da các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cytokinin được tìm thấy trong nước dừa giúp điều chỉnh sự phát triển của tế bào da. Bên cạnh đó trong nước dừa có chứa axit lauric có thể giảm thiểu sự lão hóa của tế bào da, cân bằng độ pH và giữ cho các mô da liên kết mạnh mẽ, làm ẩm cho da. Vì vậy, chỉ cần áp dụng thoa nước dừa lên vùng da xấu xí mỗi tối trước khi đi ngủ, có thể giúp hạn chế mụn trứng cá, nếp nhăn, vết dạn, ngứa da và eczema. 2 tăng cường năng lượng, do đặc tính dồi dào vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng hơn hẳn các thức uống khác. Nước dừa là một thức uống năng lượng tuyệt vời. Trong đó, nước dừa có chứa ít đường và hàm lượng natri ít hơn hẳn so với các nước uống thể thao khác, nhưng lại có nhiều kali, canxi và trotis giúp bổ sung và nâng cao mức năng lượng của cơ thể cho bạn năng lượng tối ưu. 3. Sức khỏe tim mạch theo các nhà nghiên cứu, những bệnh nhân có huyết áp cao thường có mức độ kali thấp, vì vậy uống nước dừa thường xuyên có thể khá hiệu quả trong việc điều hòa huyết áp do nồng độ cao kali và axit lauric. Tương tự, một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nước dừa có thể giúp tăng HDL tốt, cholesterol và làm cho nó là một thứ nước tuyệt vời tự nhiên để điều trị duy trì sức khỏe tim mạch. 4 giảm nguy cơ mất nước. Nhờ nước dừa rất giàu kali và các khoáng chất khác nên nó điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước cho cơ thể. Nó đã được dùng để điều trị chứng mất nước mỗi khi bạn bị bệnh lị, dịch tả, tiêu chảy, cúm và sự cân bằng chất điện phân. Chưa kể các huyết tương tìm thấy trong nước dừa tương tự như máu của con người. Vì vậy uống một cốc nước dừa mỗi ngày giúp giảm nguy cơ bất thường của đường tiêu hóa, bay bay nhiệt miệng và nhanh chóng hồi phục cơ thể sau khi mất nước. năm Có lợi cho hệ tiêu hóa. Nước dừa chứa axit lauric mà khi vào cơ thể chúng sẽ chuyển đổi thành monolaurin. Monolaurin sẽ giúp kháng virus, kháng khuẩn, chống run đường ruột, ký sinh trùng và nhiễm trùng đường tiêu hóa khác ở trẻ em và người lớn. Ngoài ra, nước từ dừa đóng vai trò như một loại thuốc kháng sinh và là một phương thuốc đơn giản cho những vấn đề về đường ruột bạn có thể áp dụng bằng cách trộn một thìa cà phê dầu ô liu vào một cốc nước dừa và uống hàng ngày ít nhất 3 ngày trên một tuần. Đối với các vấn đề về táo bón, tiêu chảy và các vấn đề tiêu hóa thông thường khác nên uống một cốc nước dừa ngày 2 lần. 6. Giảm cân Nước dừa là một chất điện phân tự nhiên vừa giúp giải khát, vừa giúp tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể, vì vậy nó rất có lợi cho những bệnh nhân đang đấu tranh với các vấn đề về cân nặng. 7. Tăng cường hệ miễn dịch. Nước dừa là một chất lỏng vô trùng, ít calo và chất béo nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác. Một vài chất dinh dưỡng chính trong dừa nước bao gồm axit lauric, chloris và sắt kali, magie, canxi, natri và phosphor. Trong thực tế, lượng kali có trong nước dừa gấp 2 lần lượng kali có trong chuối. Điều này giúp cân bằng sức khỏe cơ bắp, tim mạch, hệ thần kinh và hệ miễn dịch, cũng như hấp thụ và cân bằng các chất lỏng bên trong của cơ thể. 8. Liều thuốc kháng vi khuẩn, chống viêm, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước dừa có tác dụng kháng virus kháng khuẩn chống viêm và chống oxy hóa những đặc điểm này khiến nước dừa có thể trợ giúp điều trị các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng chúng là thức uống giàu dinh dưỡng đã được sử dụng để điều chỉnh huyết áp lượng đường trong máu và mức cholesterol chúng cũng giúp nâng cao mức năng lượng và tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể người Ngoài ra nước dừa cũng khá hiệu quả để điều trị các bệnh tật cho chúng mình bao gồm cúm, dạ dày, kiết lỵ, khó tiêu, táo bón, run đường ruột, bệnh tả, bất thường về tiết niệu, thận có vấn đề trục trặc, da khô ngứa và giảm nếp nhăn. 9. Cung cấp nước và khoáng chất cho cơ thể. Nước dừa là một giải pháp thay thế cho các chất lỏng và khoáng chất mà cơ thể đã bị mất trong các hoạt động thể chất. Cũng bởi lý do này mà nhiều vận động viên và những người thường xuyên thể dục được khuyến khích uống nước nhiều hơn. 10. Giảm vấn đề về tiết niệu Nếu bạn uống nước dừa thường xuyên có thể làm giảm các vấn đề về tiết niệu, những người bị bệnh tiểu rắt và các bệnh tiết niệu khác nên uống nhiều nước dừa để làm giảm triệu chứng của bệnh. 11. Tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột Uống nước dừa với một muỗng cà phê dầu ô liu trong 3 ngày sẽ giết chết các vi khuẩn trong ruột và làm sạch dạ dày, đồng thời giúp cho tiêu hóa tốt hơn. 12. Nước dừa ngăn ngừa sỏi thận. Những người có vấn đề về thận hoặc đang có dấu hiệu sỏi thận thì nên uống nước dừa bên cạnh các loại thuốc điều trị. Uống nước dừa thường xuyên sẽ giúp tan sỏi thận và dễ dàng làm cho chúng thoát ra ngoài cơ thể. Những người bị bệnh thương hàn sốt rét sốt hoặc các bệnh khác mà gây ra ói mửa thì có thể uống nước dừa để ổn định dạ dày. 13. Nước dừa được sử dụng trong truyền máu. Nước dừa gần giống như huyết tương, do vậy nó dễ dàng được sử dụng trong truyền máu và điều này làm cho nó dễ sử dụng cho truyền máu. Trong trường hợp khẩn cấp, nước dừa còn được sử dụng như một chất lỏng làm thông tĩnh mạch thay vì dùng các chất lỏng tiêu chuẩn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều binh sĩ bị thương đã được cấp cứu tại Thái Bình Dương do cần chuyển máu khẩn cấp nên các bác sĩ đã dùng nước dừa như một huyết tương. 14. Nước dừa là một kháng khuẩn. Nước dừa chứa monolaurin, một monoglycerid kháng virus, kháng khuẩn và antiprozoan được sử dụng để diệt các loại virus gây các bệnh như HIV, herpes, cytomegalovirus, cảm cúm và các vi khuẩn khác. 15. Chống buồn nôn. Nước dừa được đánh giá là rất tốt trong việc giảm nôn mửa. Những người bị bệnh thường hàn, sốt rét, sốt hoặc các bệnh khác mà gây ra ói mửa thì có thể uống nước dừa để ổn định dạ dày.